Chào anh em nhé, mình Tung Tóc đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em ép sai ở nhà nhé. Thì cũng lâu rồi mình chưa hướng dẫn cho anh em. Thì đây là cái tóc của mình này. Anh em nhìn chưa? Nó mọc dài lắm rồi nhưng mà nó cũng khá là gọn. Thì cái này thì mình ép đây khoảng tầm 1 tháng rồi. Thì bây giờ nó mọc dài ra như này nhưng mà nó vẫn gọn này. Thì nếu như anh em ép như thế thì nó mọc dài ra thì nó vẫn gọn được nhé. Thì anh em có thể chơi được tối thiểu là khoảng 2 tháng. Nếu như anh em không cắt nhé. Còn nếu như anh em muốn cắt thì anh em lại cắt cái tóc cũ đi rồi anh em lại làm lại. Đấy. Thì tóc thì nó sẽ có một lớp hai lớp này. Thì tóc như tóc của mình là tóc hai lớp này. Thì tóc bên dưới ngắn này, bên trên nó dài này thì gọi là hai lớp. Một lớp là bên trên bên dưới của đều xuống thì gọi là một lớp nhé. Thì mình cũng có những video để hướng dẫn anh em bôi thuốc một lớp hai lớp rồi ấy. Thì anh em cố gắng anh em xem lại nhé. Đây thì cái này thì mình sẽ hướng dẫn lại cho anh em nhé. Đầu tiên là anh em bôi đều hết hai bên luôn cùng một lúc luôn nhé, chứ không phải là làm một bên này xong rồi lại bôi bên này nhá. Như thế không được nhé, anh em bôi cùng một lúc hai bên luôn, thế là sao gáy luôn đấy. Thì trong cái quá trình anh em bôi thuốc vào đấy, anh em bôi hết thuốc vào đúng không, sau đó là anh em phải trải cho nó thật đều ra đấy. Anh em nếu như anh em tóc mà dài dài một chút thì anh em phải chia từng lớp như này đấy, từng lớp một, anh em trải cho nó thấm đều vào trong chân tóc nhé. Thì khi anh em bôi, anh em đừng bôi nó nhìn tóc nó đen sau khi bôi xong mà nhìn nó đen quá thì chứng tỏ là bôi nó hơi ít thuốc. Thì mình bôi nó hơn một chút, dĩ nhiên là không cần phải đậm quá, miễn là sao nhìn thì cái màu thuốc nó hơi ngà ngà một chút như này này. Đấy, như thế là được. Đấy. Thì sau khi anh em bôi xong rồi anh em trải mịn nó như này, sau đó là anh em ngồi khoảng 15 phút nhá. Thì anh em lại lấy cái chổi anh em trải nó lại. Lúc này anh em không cần phải bôi thêm thuốc nhá, bôi một lần thuốc thôi, anh em lại trải nó lại như này cho nó thật đều thuốc đi, cho nó ngấm thuốc đi. Sau đó là anh em lại trải xuống như này, rồi anh em lại miết nó xuống. Thì đằng sau gáy anh em cũng thế nhá. Tóc gáy anh em nào bẹt mà mỏng quá thì anh em mình bôi thấp tầm này xuống thôi, còn nếu mà anh em mà gáy nào bên trên mà nó dày nó bung quá ấy, thì anh em bôi lấn thì bôi thêm bên trên một chút nữa, còn lại anh em cứ trải anh em miết xuống. Đấy. Thì được khoảng 15 phút. Thì anh em sẽ trải anh em lại miết mịn nó xuống như này một lần nhá. Sau đó là anh em làm cho cái giấy nó hơi ẩm đi một chút này, để cho khi mình đắp vào tóc ấy nó đỡ hút thuốc vào cái giấy này nhiều quá mà nó cũng làm cho cái tóc mình đỡ bị khô, đỡ bị mất nước ấy. Còn anh em về về thì thuốc vào. Sau đó anh em đắp vào nhé. Đấy, để đến phút thứ 15 thì anh em mới làm thế nhá. Còn anh em nào mà làm chuẩn thì chỉ cần làm một lần thôi, không cần phải làm hai lần. Đấy, sau đó anh em mình đắp thêm giấy này nữa. Đấy vâng. Thêm một tờ đằng sau nữa. Nếu như anh em thì có cái gương ở đằng sau thì anh em làm nó sẽ dễ hơn. Rồi anh em đắp lại, rồi anh em để thêm 15 phút nữa thì tổng thời gian làm nó khoảng 30 phút. Đấy, làm cả hai bên nữa sau ấy thôi nhá. Khoảng 30 phút là anh em đi xả nó ok rồi. Thì mình cũng đã có rất là nhiều những video hướng dẫn trước đây cho anh em rồi, thì anh em muốn làm, anh em muốn tìm hiểu sâu về cái vấn đề này, về cái sản phẩm website này thì anh em có thể kéo xuống và anh em xem lại nhé. Thì anh em cần tư vấn về sản phẩm website hay là những cái sản phẩm khác thì anh em cứ inbox trực tiếp Zalo cho mình nhé. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Đấy, còn đối với máy thì mình cũng đã có rất là nhiều những video hướng dẫn để làm phông máy rồi, kể cả là làm trên tóc khách luôn đấy, chứ không phải là mình bôi cho mũi mình. Thì ví dụ như anh em là máy nào mà ví dụ như này anh em không sấy được đúng không, hoặc là máy nó xẹp quá đúng không, thì anh em muốn nó dễ dàng hơn trong cái khâu tạo kiểu, dễ dàng hơn trong khâu tạo kiểu nhá, chứ không phải là bôi vào một lúc nào nó cũng phồng anh em nhá. Anh em bôi vào rồi nhưng khi anh em gội đầu sấy khô tóc ấy, anh em chỉ cần sấy qua một chút thôi là nó cũng dễ, rất là dễ phồng rồi đấy. Thì anh em bôi đều như thế. Thì anh em có thể xem lại những video cũ của mình nhé, sau đó là anh em kẹp vào đây miễn sao cho cái máy nó dựng lên như này này. Đấy, kẹp lên miễn sao cái chân máy nó dựng hết lên như này đấy. Vậy, rồi anh em để thêm đấy, cái máy thì anh em chỉ cần để khoảng tầm 20-25 phút thôi được rồi. Đấy, thì em cứ chừng xem là rồi mình làm nhé. Rồi, cảm ơn anh em nhé, hẹn gặp lại anh em ở video sau.